Vâng, mình tính Sơn Tinh xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý văn bản mà bị nhảy trang sớm. Đây là ví dụ. Rồi, có thể các bạn đã từng gặp rất là nhiều lần tình trạng đó là văn bản bị nhảy trang sớm, đúng không ạ? Ví dụ như đây. À, chúng ta đang lề ta quan sát ở đây lề của văn bản đang đúng theo tiêu chuẩn rồi đúng không ạ, nhưng mà cái khoảng trống ở dưới này chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như này, ta nhìn xong cái dòng này giống thẳng cái dòng này sang thì đây nó phải tương đương với khoảng tầm 3 cm đúng không ạ, nhưng mà chúng ta chỉ cái lề của chúng ta chỉ cần nó là 2 cm thôi, nhưng mà nó chưa hết, nó chưa viết hết chỗ này nhưng đã nhảy sang trang mất rồi. Thế thì để xử lý cái chỗ này như thế nào thì chúng ta thực hiện một thao tác khá là đơn giản như sau. Chúng ta có thể lựa chọn cho tất cả các đoạn văn bản, trước tiên là chúng ta chọn đoạn văn bản cần xích nó lại hoặc là toàn bộ văn bản, thì các bạn nhấn ở đây mình sẽ làm được với toàn bộ văn bản luôn. Thì để tất cả những cái đoạn văn bản khác sau khi nó điều chỉnh lại cái cự ly đầy đủ thì chúng ta sẽ có một cái bố cục nó hợp lý hơn. Đó. Thì ở đây ta sẽ vào sau khi chọn tất cả thì chúng ta nhấn vào tổ phím là Ctrl A đúng không ạ? Hoặc là bôi đen toàn bộ văn bản. Đó. Đây thì ở đây mình sẽ sử dụng tổ phím Ctrl A. Và đây mình sẽ vào phần layout và vào phần page setup. Ở đây mình đã điều chỉnh lại trang các lề, đây là trên, dưới, trái và phải. Tiếp theo đây là hướng giấy, cái nữa đó là khổ giấy, thì ở đây mình đã đặt đúng rồi. Đấy. Tiếp theo là sẽ điều chỉnh, nó là điều chỉnh về đoạn văn bản. Chúng ta sẽ vào phần paragraph. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh giãn dòng. Chúng ta sẽ để điều chỉnh theo tiêu chuẩn đó là 66 PT và bên này là single. Thì cái này chỉ là để cho văn bản của chúng ta nó về đúng cự ly giãn cách theo tiêu chuẩn thôi. Còn cái khoảng cách giãn đây chúng ta nhìn thấy nó vẫn chưa nhảy lên đúng không ạ, nó vẫn chưa nhảy lên. Thế thì ta tiếp tục làm vẫn vào phần paragraph và chúng ta chuyển sang phần line and page break. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ dấu tích ở phần window open control. Các bạn ở đây ban đầu nó có thể nó hiện giống như dưới này, đó là có cái thì tích, cái thì không, thì sau khi chúng ta bấm vào một lần thì nó sẽ chuyển thành dấu tích và chúng ta sẽ bấm thêm một lần nữa. Lúc này chúng ta sẽ bỏ, tức là bỏ dấu tích đi hoàn toàn và chúng ta sẽ chọn vào phần OK. Đó, bây giờ chúng ta nhìn thấy cái dòng này nó đã nhảy lên trên và bây giờ chúng ta gióng sang đây thì nó đã đúng cái cự ly của lề rồi đúng không ạ, theo đúng cự ly của lề, nó không còn lấn nhảy trang trước khi mà hết đoạn văn bản nữa. Đó, nhưng mà nhìn thấy đây nó sang đây, nó không còn bị nhảy trang nữa. Đoạn này thì không phải, đoạn này là đây đang có một cái dấu xuống dòng đó. Rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy thì trên đây chính là cách để chúng ta loại bỏ những cái khoảng trống ở bên dưới. Tức là cái đoạn văn bản của chúng ta không bị ngắt trang quá sớm. Và nếu như các bạn thấy cái video của mình hướng dẫn là có ý giúp ích cho các bạn thì các bạn đừng quên ấn nút like và
và subscribe để mình sẽ có nhiều động lực hơn để chia sẻ những mẹo hay về văn bản, cũng như là một số những cái mẹo về dành cho dân văn phòng. Cảm ơn các bạn đã quan sát, đã theo dõi video.